Một khúc chuối làm theo cách này chữa cả đống bệnh mà ít người biết, biết sớm để sống thọ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, nhắc đến cây chuối chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với mỗi người dân Việt Nam ta phải không nào? Chúng ta thường tận dụng quả chuối để cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch hay giúp giảm cân hiệu quả. Thế nhưng, ít ai biết có một bộ phận của cây chuối mà chúng ta thường vứt bỏ đi hay được dùng làm thức ăn cho gà, vịt, lợn lại chính là thứ dược liệu quý trong các bài thuốc cổ truyền của các quốc gia trên thế giới. Đó chính là thân chuối. Thậm chí, bộ phận mà chúng ta coi là vô giá trị ấy lại là mặt hàng được bày bán với giá cao ngất ngưởng tại các siêu thị lớn nhỏ ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Vậy tại sao thân chuối ở Việt Nam thì vứt bỏ đi không tiếc nhưng lại được cả thế giới ráo riết săn lùng đến như vậy? Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu những công dụng của thân chuối cũng như cách sử dụng thân chuối chữa đống bệnh mà bạn không ngờ tới. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để không vứt bỏ thứ thần dược rẻ tiền này nhé! Thứ nhất, loại bỏ độc tố. Các bạn thân mến, giải độc cơ thể nghĩa là nghỉ ngơi, làm sạch và nuôi dưỡng cơ thể từ trong ra ngoài bằng cách loại bỏ các độc tố, sau đó dung nạp các chất dinh dưỡng lành mạnh vào trong cơ thể. Việc giải độc cơ thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi các tác nhân gây bệnh và duy trì sức khỏe một cách tối ưu nhất. Như chúng ta đều biết, việc giải độc có nghĩa là làm sạch máu, được thực hiện bằng cách loại bỏ các tạp chất trong máu ở gan, nhà máy xử lý hóa chất của cơ thể. Khi hệ thống này bị tổn thương dẫn đến các tạp chất không được lọc đúng cách và mọi tế bào trong cơ thể có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngày nay, môi trường, không khí bị ô nhiễm nặng nề, các độc tố có rất nhiều trong thực phẩm. Do vậy, rất cần thiết để giải độc cơ thể. Thay vì phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua các loại thuốc bổ, thì chúng ta nên sử dụng các thực phẩm từ thiên nhiên, vừa dễ tìm kiếm, rẻ tiền mà hiệu quả mang lại không hề thua kém các loại thuốc khác. Với thân cây chuối là vị thuốc quý giá từ thiên nhiên, giúp hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể. Thứ hai, trị nhiễm trùng đường tiểu. Bạn thân mến, nhiễm trùng đường tiểu hay nhiễm trùng đường tiết niệu là tình trạng nhiễm trùng xảy ra ở hệ thống bài tiết nước tiểu trong cơ thể của chúng ta. Bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận. Đa số các trường hợp nhiễm trùng là do vi khuẩn gây ra, hay gặp nhất đó là vi khuẩn E. coli. Và thân cây chuối chính là một phương thuốc tuyệt vời cho các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Vì vậy, chúng ta nên uống nước ép thân cây chuối 2-3 lần mỗi tuần. Ngoài ra, còn có một số lợi ích khác của thân cây chuối như điều trị các biến chứng liên quan đến tử cung, vàng da hay đau do côn trùng cắn. Thứ ba, tăng cường cơ tim. Ngày nay, nguy cơ mắc các bệnh về tim ngày càng cao, những người mắc bệnh cơ tim có thể đối mặt với nhiều biến chứng. Do đó, việc thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tới hiệu quả trong điều trị bệnh cơ tim. Ngoài ra, người bệnh cũng nên thường xuyên bổ sung các món ăn từ thân cây chuối để cải thiện tình trạng bệnh của mình. Trong thân cây chuối có hàm lượng kali giúp tăng cường cơ tim, giúp cải thiện hệ miễn dịch và phòng tránh một số bệnh lý nguy hiểm khác. Thân cây chuối còn có chứa các loại vitamin A, C rất có lợi cho sức khỏe như chữa các bệnh về da, bài tiết hemoglobin và sản xuất insulin. Thứ tư, trị sỏi thận. Bạn thân mến, lõi thân chuối không được sử dụng nhiều tại Việt Nam nhưng lại được dùng rất phổ biến ở Nam Ấn. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng việc sử dụng nước ép từ lõi chuối có tác dụng đào thải các chất độc hại bên trong cơ thể ra ngoài. Trong lõi thân chuối giàu kali và vitamin B6. Ngoài ra, lõi thân chuối có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, lợi tiểu, vì vậy giúp thu hẹp kích thước của sỏi thận. Viên sỏi sẽ nhỏ dần và hòa tan với những chất lỏng và ra ngoài cơ thể thông qua đường tiểu. Người Ấn Độ thường xuyên sử dụng bài thuốc trị sỏi thận từ lõi thân chuối như sau. Bước 1. Đầu tiên chúng ta lấy phần lõi bên trong thân cây chuối. Bước 2. Sau đó rửa sạch và thái khúc nhỏ bằng nhau. Bước 3. Tiếp theo, chế biến, ngâm lõi thân chuối trong nước muối pha loãng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, các bạn có thể đun sôi lõi thân chuối cùng một ít bột nghệ, đun trong 10 phút. Bước 4. Chúng ta lấy lõi thân chuối ra để có thể chế biến bài thuốc trị sỏi thận như sau. Lấy một cái chén lõi thân chuối cắt nhỏ, thêm một thìa cà phê nước cốt chanh, chén nước lọc, một thìa cà phê đường, một chút muối nhỏ và trộn đều với nhau, đem xay nhuyễn cho tới khi hỗn hợp đồng nhất. Cuối cùng, chúng ta có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh rồi dùng thường xuyên nhé. Tuy nhiên, khi chúng ta áp dụng bài thuốc trị sỏi thận từ lõi thân chuối, người bệnh sỏi thận không nên lạm dụng mà chỉ nên dùng khoảng 25g lõi thân chuối trong một ngày.
Bên cạnh đó, người bệnh cần kết hợp với chế độ ăn uống dinh dưỡng và lối sống khoa học để có bài thuốc đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta hãy uống một ly nước ép lõi thân chuối cùng với một vài giọt nước cốt chanh sẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận trong cơ thể, giúp lợi tiểu và rất tốt cho nhuận tràng nữa đó. Thứ 5. Hỗ trợ giảm cân. Chắc hẳn chúng ta ai cũng mong muốn có thân hình cân đối phải không nào? Vì nhiều lý do khác nhau mà có thể thân hình của chúng ta chưa được như mong muốn, khiến nhiều người tự ti, ngại giao tiếp và thường hay mặc cảm. Tuy nhiên, các bạn đừng lo lắng quá nhé. Chỉ cần sử dụng một ly nước ép thân cây chuối thường xuyên thì việc giảm cân không hề quá khó đâu nhé. Trong thân cây chuối có chứa hàm lượng chất xơ cao giúp chúng ta giảm cân hiệu quả. Bởi vì chất xơ có trong thân cây chuối sẽ làm chậm giải phóng đường và chất béo được tích trữ trong các tế bào cơ thể. Các chuyên gia khuyên chúng ta nên sử dụng thân cây chuối khoảng 25g mỗi ngày. Nhưng nếu ai muốn giảm cân nhanh chóng thì có thể tăng tới 40g trên ngày. Để có một ly nước ép thân chuối thơm ngon và bổ dưỡng thì chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây. Thân cây chuối, mật ong. Đầu tiên, chúng ta cần cắt bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài thân chuối, phần lõi bên trong thì thái lát mỏng. Sau đó, chúng ta cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cùng với một ít nước lọc. Tiếp theo, chúng ta lọc phần chuối đã xay nhuyễn qua dây lọc để lấy riêng phần nước ép nhé. Cuối cùng, cho thêm một thìa cà phê mật ong vào khuấy đều. Như vậy, chỉ với một vài thao tác đơn giản và nguyên liệu dễ tìm, chúng ta đã có một ly nước ép thân cây chuối vừa giải khát, vừa giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, có thể sử dụng nước ép thân cây chuối và gừng trộn với sữa, vừa tốt cho sức khỏe, lại giảm cân và thanh lọc cơ thể. Nếu các bạn đang có kế hoạch giảm cân vào mùa hè này, thì đừng quên bổ sung nước ép thân cây chuối vào thực đơn hàng ngày nhé. Duy trì thói quen uống nước ép thân cây chuối sẽ giúp các bạn giảm cân nhanh chóng đó nhé. Quý vị thân mến, có lẽ vì thân chuối quá quen thuộc với người dân Việt Nam ta mà nhiều người đã thờ ơ, xem nhẹ những công dụng tuyệt vời của chúng. Đến khi nhận ra mới thấy tiếc đứt ruột vì bấy lâu nay đã vứt bỏ đi nhân sâm rẻ tiền này. Nếu ở Việt Nam, lá chuối thường được sử dụng để gói các loại bánh, gói giò chả hoặc bị chặt bỏ đi thì ở Nhật Bản lại được bán với giá 500.000 đồng. Vậy lá chuối có những công dụng thần kỳ gì đối với sức khỏe? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé! Những chiếc lá chuối tươi mà chúng ta thường dùng hàng ngày để gói các loại bánh truyền thống, thậm chí nhiều người đốt bỏ cho rộng vườn, thì nay bỗng dưng lại được nhiều quốc gia săn lùng. Chúng được định giá đến cả nửa triệu. Tại Nhật Bản đang giao bán những chiếc lá chuối với giá bán là 2.280 yên, tương đương với khoảng 500.000 đồng. Nếu người tiêu dùng mua càng nhiều thì giá bán càng rẻ. Khi mua 3 lá, giá chỉ khoảng 760.000 đồng. Và nếu mua 5 chiếc lá chuối thì giá chỉ còn lại là 1.168.000 đồng. Lá chuối được sử dụng làm nguyên liệu spa ở Bali rất tốt cho da. Chúng có nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta và có thể chữa được rất nhiều bệnh. Cụ thể đó là những tác dụng thần kỳ dưới đây. Thứ nhất, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Các bạn thân mến, hệ miễn dịch vô cùng cần thiết cho sự sống còn của con người. Nó giữ cho chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại những mầm mống gây bệnh từ môi trường sống. Nếu không có hệ thống miễn dịch, cơ thể chúng ta sẽ bị tấn công bởi các loại vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Bạn thân mến, thành phần của lá chuối khô có chứa hàm lượng allantoin khá cao và hợp chất này đã được các nhà khoa học chứng minh rằng chúng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể của chúng ta rất tốt đấy. Và đây chính là lý do mà lá chuối thường được sử dụng trong việc điều trị các chứng bệnh liên quan đến sốt, đau họng mà nguyên nhân chính của những căn bệnh trên là do sức đề kháng của cơ thể kém. Do đó, việc thường xuyên uống nước lá chuối ngày một lần sẽ giúp cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch giúp chống lại mọi loại bệnh tật. Thứ hai, ngăn ngừa lão hóa và phòng chống ung thư. Các bạn thân mến, trong lá chuối có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp ngăn ngừa việc rối loạn gây ra bởi các gốc tự do phát triển trong cơ thể chúng ta. Chất chống oxy hóa này có tác dụng chống lại các chất tự do, giúp ngăn ngừa các vi khuẩn có hại gây ra từ gốc tự do. Những tổn thương viêm vi mô thường là tác nhân gây nên các bệnh thoái hóa như mất trí nhớ, xơ vữa động mạch, eczema, thậm chí là gây ra các bệnh về ung thư. Do đó, việc sử dụng lá chuối sẽ giúp ngăn ngừa hiệu quả các bệnh trên. Ngoài ra, chất chống oxy hóa có trong lá chuối giúp ngăn ngừa các triệu chứng lão hóa sớm trên da của chúng ta. Các bạn có thể uống nước sắc lá chuối ngày 1 đến 3 tách thay vì sử dụng trà sẽ đem lại những tác dụng rất tốt đối với sức khỏe đấy nhé. Thứ ba, giúp giảm sốt hiệu quả.
Từ xa xưa, trong kinh nghiệm dân gian, mọi người truyền miệng nhau bài thuốc từ lá chuối có tác dụng giúp hạ sốt hiệu quả. Phương pháp được thực hiện như sau. Khác với bài thuốc chữa đau họng, bạn sẽ không sử dụng nước sắc lá chuối để uống, mà việc chúng ta cần làm là lấy lá chuối đem rửa thật sạch, bôi lên trên đó một chút dầu dừa và ép vào trán hoặc cổ. Với những bước thực hiện đơn giản, các bạn sẽ thấy công dụng hạ sốt được phát huy nhanh chóng đó nhé. Thứ tư, làm đẹp da. Chăm sóc làn da là vấn đề được hầu hết các chị em phụ nữ quan tâm. Chắc chắn rằng ai cũng mong muốn có một làn da trắng sáng và mịn màng phải không ạ? Và lá chuối có thể giúp chị em cải thiện làn da của mình đó. Các sản phẩm mặt nạ lá chuối đã được ra đời và sử dụng phổ biến trong spa để duy trì làn da mềm mại cho các chị em. Cách dùng cũng khá đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chuẩn bị lá chuối tươi rồi đem rửa sạch, sau đó xay nhuyễn. Cuối cùng là đem đắp lên các vùng da khoảng 15 đến 20 phút nhé. Khi đó, các chất dinh dưỡng có trong lá như allantoin, chất chống oxy hóa sẽ có tác dụng ngăn ngừa tình trạng lão hóa, xóa mờ các đốm đen, nếp nhăn trên da vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, những ai đang tự ti về làn da có mụn thì đây là bài thuốc hữu hiệu giúp chữa mụn trứng cá, chữa kích ứng da để làn da của chúng ta luôn được giữ ấm và khỏe mạnh hơn. Thứ năm, giúp chữa đau họng hiệu quả. Những người mắc các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp như đau họng cấp và mãn tính thường do virus gây nên. Chính vì vậy, việc sử dụng thuốc kháng sinh không đem lại hiệu quả tối đa. Vì vậy, người bệnh có thể sử dụng lá chuối để chế nước uống ít nhất một lần trong ngày sẽ làm giảm cảm giác đau họng, khó chịu khi nuốt thức ăn. Chúng ta cần duy trì sử dụng trong khoảng 1 đến 2 tuần để bài thuốc từ lá chuối phát huy hết những công dụng tuyệt vời của nó nhé. Thưa quý vị, vậy là qua thời lượng của chương trình hôm nay, chúng tôi đã chia sẻ tới quý vị và các bạn những công dụng bất ngờ từ những bộ phận bỏ đi của cây chuối như thân chuối hay lá chuối mà bạn vẫn đang vô tư vứt bỏ mỗi ngày mà không hề hay biết. Mong rằng sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị không còn bỏ lỡ chúng nữa nhé. Bởi biết đâu một ngày nào đó, bạn lại cần sử dụng đến chúng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.